con mèo. Con mèo có. Ủa sao mẹ có? Kìa cao có. Mẹ không có. Cái mắt đẹp to quá. Không. Ủa trời cao ơi, sao cao hợp con mèo quá vậy? Trời ơi cao hộ. Mèo. Chị khuôn môi hả? Không có bao nhiêu hết mèo, em ơi. Mèo. Bạn Huyền Siro tính giá hợp lý lắm. Đó, nó chóc hết rồi đây nè. Bây giờ chỉ có đánh son dưỡng thôi. Mẹ cha nóng cho con ngồi. Lông mày đang chóc nè, lông mày cũng gần chóc hết. Lông mày thường nó chóc lâu lắm, cả 10 ngày lận. Mí thì chóc hết rồi hay sao á, mọi người thấy được không? Bạn này vẽ chân mày, phun chân mày rất là đẹp, còn môi đây. Mày là chỉ sức dưỡng thôi. Cái mũi này mắc cười quá. Đâu, sao có mình mẹ làm mèo ấy, từ từ con đừng. Từ từ để mẹ làm này. Các cao nhìn lên đi, cao nhìn lên cho cha mẹ thấy cái mặt làm con mèo. Con mèo đâu, con mèo xuất hiện chưa cao ơi? Rồi cao vô đây. Mẹ sao thấy mẹ? Chị Linh kìa, hello chị Linh kìa. Hồng Nhi cao, hello anh Thư Phan. Xăm ở bên bạn Huyền Siro Spa Bảo Minh á, Thường Nghi. Mẹ sao không có? Ồ, cảm ơn em Hoa Dương nha, em qua đó làm đi. Lông mày là chị Ốc đang bôi Vaseline nè, tại vì nó đang chóc nè. Mí thì đã chóc hết rồi. Còn môi là chóc rồi đó, chỉ còn đánh son dưỡng thôi đó. Mẹ không có mèo. Ha, coi trước mẹ có chơi quả trứng. Không có... đau lắm đâu em. Không có thấy chơi quả trứng trước mẹ không đây. Ok, mẹ vô chơi liền. Rồi. Mẹ. Chị Na ơi. Chị Na ơi. Đừng có giận mẹ, Cacao nó giận mẹ nữa rồi. Chị Na ơi, chị Na. Mẹ. Dạ không có nhiều hết, môi xinh hả? Tại vì môi nó chóc rồi và chỉ còn đánh son dưỡng thôi. Kìa mèo của La nè. Cao ơi, Cao đừng giận mẹ, mẹ vô liền. Chết rồi, Cao nó giận, nó bỏ lên lầu rồi. Chết rồi, tiêu rồi, nó đòi lên chơi quả trứng rồi. Mẹ lên liền, chị Na ơi. Chị Na trông Cao giùm chút đi. Chết rồi. Kìa, chị Linh gọi con, kìa con dạ đi. Dạ. Hello, Thùy Dung. Con không ảnh hưởng gì hết, Phương Lê ơi. Tại vì nó chỉ tự nhiên thôi mà. Màu môi thì nó cũng chỉ là màu cam tự nhiên thôi. Ôi mẹ phun lại vậy. Còn mày á, khi mà nó chóc hết thì nó đâu phải là màu này, nó sẽ nhạt hơn. Cái này là tại vì nó chưa có chóc hết. Con mí hả? Ăn bây giờ con. Tại vì nó đang lọt con mèo. Đây mọi người nhìn này đó. Cái mí nó sẽ đen như thế này. Nó là trong mí giống như mình vẽ chì vậy đó. Còn môi thì nó mình đang đánh son dưỡng nè. Con dán mi vô đó. Có cách nào cho con mèo nhảy qua la để cho mọi người nhìn thấy mặt mẹ không? Rồi đây. Đó chỉ vậy thôi. Giá hợp lý lắm, nói chung mọi người cứ qua đó để yên tâm. Đó, con dán lông mi xong rồi nè. Đó, con dán lông mi rồi, đẹp rồi. Cacao nó giận mẹ rồi, mẹ phải nhanh chóng vô nhà đi. Để Cacao tối nào nó cũng phải chơi quả trứng với mẹ. Cho con mèo nhảy qua con đi rồi, ok đó. Để cho mọi người nhìn thấy mẹ. Nữa, nó nhảy con mèo qua mẹ nữa rồi. Mẹ qua con. Kìa bác Nga. Bác Nga. Chào bác Nga. Con dán lông mi nè. Nãy giờ La kiếm bác Nga nè, bác Nga ơi. Cháu bạn hai đang ở trong nhà rồi. Mẹ sao tóc bạc quá vậy? Ừ? Mẹ tóc bạc kìa. Cảm ơn Hồng Nhung nha, kìa cô Chi kìa. Sao cô mẹ hoài vậy? Hello cô Chi đi. Không. Sợ Cao giận mẹ quá. Con muốn con mèo nhảy qua con đi. Rồi. Cảm ơn em Kim Yến. Để cho. Chị có Thúy Duyên. Bên chị Ốc khá là nhiều những sản phẩm mà dưỡng chuyên dành cho da mà có vấn đề về nám nè, tàn nhang nè, lão hóa có. Rồi để mai chị ra tiệm rồi mẹ. Chị chia sẻ nha. Mẹ tàn nhang ấy. Tàn nhang là mấy cái đốm đốm trên mặt mẹ nè. Là nhìn thấy mấy cái đốm. Dưới cằm mẹ có mấy cái đốm đó là tàn nhang đó. Lớn tuổi nó có tàn nhang con đâu có. Con không có. Tại có con nhỏ. Đây bút chấm.
Nhi Nguyễn ơi, mặt nạ sò. Xài liền, không sao Nhi Nguyễn ơi, xài liền. Tại biết sao không? À, mỹ phẩm Hàn Quốc có cái hạn lúc nào họ cũng ghi như vậy, nhưng thực ra là họ giống như là trừ hao vậy đó. Chứ còn... Còn thực sự là để thêm một thời gian ngắn không có sao hết á. Xài liền không sao nha Nhi Nguyễn. Chị Ốc mới làm đẹp, đúng rồi Kim Hải Lê. Chị Ốc mới phun mày, phun mí, phun môi luôn. Rồi, la, mèo nhảy qua la đi. Rồi, lông mày thì đang chóc, mí thì đã chóc rồi, môi đã chóc rồi và đang sức son dưỡng thôi. Ốc khéo mồm thế. Cái gì khéo mồm? Bình thường mà. Đây là phong cách nói chuyện của Ốc nè. Con mèo nhảy qua mẹ hoài à. Ý, ký hôm nay ngày mấy? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ bảy. Ok, hôm nay thứ bảy. Vậy là tối hôm qua có ký ức vui vẻ mà Ốc quên coi. Tại vì tối hôm qua là Ốc bay ra đành Quảng Ngãi để sáng nay Ốc làm event. Nên là Ốc quên con. Đúng rồi, cho trường con, cho trường của Coca với La. Cho nên Ốc quên không xem chương trình này. Để lát Ốc lên Ốc chia sẻ lại link full của chương trình nha. Nhi Nguyễn, ừ đúng rồi, ok Nhi Nguyễn ơi, không sao đâu, mặt nạ sò nó biết là nó cận ngày nhưng mà mình cứ để trong tủ lạnh, nó xài đi không sao, nó không có hư đâu, yên tâm. Tại vì cái đồ nào mà nó hư á, nhất là mỹ phẩm hay mặt nạ hư là biết ngay, hư là nó sẽ đổi màu, đổi mùi, còn đây nó vẫn thơm á, là không sao hết. La, trời đất ơi, La thấy ghét quá à. Sao vậy Cherry Queen? La nó đòi để con mèo. La đòi phải có con mèo đúng không? Mẹ con thấy cái nỏ tay nó cục cục đó. Đâu con làm sao? Làm sao? Đó. Ồ, dễ thương. Mẹ tắt mèo nha. Mẹ tắt mèo nha, con đừng lọt vô đây đau cái cầm con. Nhưng mà con muốn không, bà con mà như con nít vậy. Thì ở chơi với con nhà mà bày đủ trò đủ kiểu nè, tóc gội trong chưa sấy nữa nè, ướt nhẹp nè. Con gội nữa. Ồ, bây giờ Ốc đi lên Ốc sấy tóc nữa. Tối tối là đến tiết mục là sấy tóc này, sấy tóc xong sẽ tập yoga xong đến tiết mục đắp mặt nạ và dưỡng da rồi mới đi ngủ. Không, trừ quả trứng với cào. Đúng rồi em An, chị pass phải nhiều lắm tại vì chị có một kho thanh lý ở ngoài tiệm đó. Mẹ, yêu la quá. Đi ăn nữa, nãy giờ 5 phút rồi. Rồi con đi đi. Không, phải có mẹ con đi giờ ăn. Ok. Con chuẩn bị bàn. Ờ, trên Buôn Mê Thuột, trên Đắk Lắk là đang có lễ hội cà phê vui lắm đúng không? Cảm ơn em Phương Thảo. Ôi, bây giờ Ốc sẽ tạm biệt nha, biết tại sao không? Ờ, tắt này chút xíu nha. Mẹ đi vô mẹ ăn. Ừ, biết rồi. Tại vì hẹn với lại cô La là đi vô trong để mà chơi đồ hàng với La, là La đã mở một cái quán, đúng không? Đúng. Bán đồ ăn và bây giờ mẹ sẽ đi vô mẹ mua đồ ăn của La, cho nên bây giờ La tạm biệt mọi người nè. Bye bye mọi không, người. Mẹ cho mọi người xem cái bếp đi. Cho mọi người xem cái bếp á hả? Rồi dạ. Cho mọi người xem cái bếp một cái xong bye bye nha. Nhanh dạ. Lên mẹ lên kiếm cacao chứ cacao giận mẹ rồi. Đây. Cho mọi người xem cái bếp của La nha, La bán hàng nha, cho Ốc chút xíu nha. Ôi tóc tai quần áo. Ôi cô Sáu cho La nó xin cái bếp chút xíu. La nó đòi xem cho mọi người xem cái bếp cái. Làm gì đó làm đi chứ ai lấy đâu. Rồi đây, bếp đây. Đó, bếp đó. Quán á. Đây là phòng của bà ngoại. Đây là mini house của bà ngoại. Tức là bà ngoại có một cái nhà nhỏ. Xong cái nhà của Ốc. Đây, để Ốc giới thiệu chút xíu. Đây, ngoài kia thì có bếp của nhà mình. Đây là bếp lớn của nhà Ốc bên này. Đó. Ok. Còn đây bếp bà ngoại đây. Yeah. Dễ thương không? Bếp bà ngoại nè, đây ngoài đây là sân của nhà bà ngoại là ở ngoài này. Sân. Sân bà ngoại sẽ giặt đồ, phơi đồ. Và riêng. Nói chung là mini house của bà ngoại dễ thương lắm. Có ké cái hộp bao của Kaka. Có tụi nó ở đây. Đó, bên kia là sân Ốc. Rồi. Cái gì ok tiền phải không? Rồi. Đây là bếp nó hay tập kết ở trong nhà bà ngoại để chơi lắm rồi. Còn mẹ gì mẹ? Có mấy trường dạy tiếng Anh để Ốc chia sẻ cho. Dạy nếu mà trường
trường trung tâm á thì mình có thể đến Apex Leaders này, cũng rất là ok nè. Còn nếu mà dạy tiếng Anh bằng phần mềm thì cũng có mấy phần mềm rất là ok. Đây tiền đây, tiền đây. Cho mẹ một tô bún. Một tô bún là một xu. Ok. Ở đây không tô bún. Không có. Nhìn trước con bán cái gì? Ở đây. Con bán gì? Ở đây thì có bán bánh rồi. Kem rồi. Nước trà. Rồi cho một trà sữa đi. Một trà sữa với một cái bánh mochi. Ok cũng được. Rồi đủ tiền không? Cẩm Huyền ơi, đây là nhà của bà ngoại. Trong nhà ốc. Ok. Tức là bà ngoại có một cái căn hộ mini trong nhà ốc. Tụi nó hay chơi bà ngoại, là bữa nay bà ngoại đi Hồ Tràm chơi rồi. Đó, đây là phòng của bà ngoại. Tối nào cũng chơi đủ trò hết á. Vợ Nguyễn. Là bán những món gì con? Dạ, người ta có ra rồi mẹ đi. Trời đất ơi, khách hàng người ta phải đặt hàng chứ. Ở đây là đồ của ốc đây. Ok, em vào một cái bánh chi. Đây, đồ ăn của mẹ ốc đây. Một tí nước trà. Ok. Rồi, trời ơi, phục vụ chu đáo quá. Mà lấy có một xu là. Mẹ ăn mì không? Mẹ ăn mì không? Cái này nhiều quá, sao mẹ ăn hết đó? Nước trà hả Lan? Kêu Lan kêu vô ăn cho muốn. Vậy thôi, cho mẹ mua thêm một cái một cái mì quảng đó đi. Một cái tô mì. Okay. Không đậu phộng nha, không đậu phộng nha. Không đậu phộng. Có trứng đàng hoàng luôn. Tôi đó còn bị giảm cân hả? Quỳnh Quỳnh ơi, tiệm của ốc hiện tại thì có hai loại giảm cân này, ốc thấy khá là ok. Một là giảm cân của Nhật Bản loại 12 kg. Rồi, hai là loại giảm cân của Đức Body Slim Glucomana. Nói chung là đang chơi đồ hàng. Không có lạng qua ốc mama được. Con có ốc của mẹ không? Chùa cho mẹ đâu. Thôi. Rồi. Học cao cho ngồi bên đây, cho ngồi bên đây. Cho ngồi bên đây. Ai cao cho phải ngồi bên đây. Con phải ngồi bên đây. Rồi giờ ăn đây. Ngồi bên đây nè. Con dẫn mẹ con ăn trước không? Giờ con ăn đi mẹ mua rồi, mẹ trả tiền cho rồi, mẹ trả tiền. Đồ ăn của cao. Đồ ăn của cao với một ly nước trà rồi mẹ. Rồi ăn nha mẹ ăn. Ăn trời ơi, cái chén này. Ô, trời ơi, có tô mì nữa nè. Mẹ đổ nước, đổ nước. Ô, mì này là mì udon. Mì udon Nhật Bản đúng không? Dạ. Có trứng này, sợi mì này là sợi mì tươi này. Mẹ sẽ ăn cái này. Mì cái này là combo. Có xúc xích nữa nè. Nếu mày mua một tô mì này với một ly kem là mày sẽ được tặng một cái này. Đây combo đây. Đây bán đồ ăn mà giống như bán mỹ phẩm vậy đó. Mẹ mua cái này tặng cái này. Mẹ ơi, con ăn có bầu rồi. Có bầu hả? Có bầu, con bỏ quả bóng trong đó. Rồi con ăn này đi. Ăn. Ngon quá. Nước nấu ngon lắm. Ngon quá. Cái món này món gì, bánh này hả con? Dạ bánh mochi. Đây bánh mochi đây. Bánh mochi đây. Mẹ con ăn đó mà. Ăn nhiều quá mà. Mẹ có nước cam nè. Nước cam. Trời ơi sao nhiều quá vậy mẹ chả? Nước trà. Mẹ chả có 2 xu mà cho mẹ nhiều vậy? Ăn mẹ đúng rồi mẹ. Không, một xu này là con dạy 1 xu này là 500 ngàn đó. Mẹ con dữ vậy? Mẹ con dọn hết những cái này cho mẹ luôn nha. Vậy ha, cho mẹ miếng nước trà đã. Rót cho mẹ miếng nước trà đi. Để mẹ gọi trà sữa đó. Đây đây trà, đây trà đây. Ok trà. Rồi đó. Ok. Có chuyện nói. Rồi cho mẹ cho bữa nay ăn bánh mochi nè. Mẹ. Bữa nay ăn mochi. Con ăn con quyết hết. Mẹ có cần cắt bánh mochi không? Rồi mẹ cắt bánh mochi nha. Mẹ ăn rồi mẹ. Mẹ dẫn cao lên vui chơi trên đây nè. À ở đây á, là cái quán này á, là có cả khu vui chơi luôn nha. Ông cao mắc cười. Chân mày đang bong em. Nhưng mà chân mày này thật sự là dáng nó đẹp. Tại vì bạn này làm chân mày đẹp. Mẹ ơi mẹ. Nếu mẹ đưa một khu cho con là trong đây con sẽ tính giờ là có cái đồng hồ đây là cao sẽ chơi được nửa tiếng. Nếu một xu là nửa tiếng. Cái lộn một tiếng. Một số mẹ là ăn nghèo quá mẹ. Thì cô nói rằng á, gọi đồ ăn hoài chắc chút thanh toán vui lắm. Chắc là tính tiền chết luôn đúng không? Mẹ ơi có cái con mèo để gọi người ta đi vô nè. À mẹ. Con mèo ngoắc ngoắc của Nhật đó hả? Đúng rồi con tự làm á. Đâu nó có ngoắc làm sao không? Con mèo đó, cơ chí tưởng tượng đó. Từ Lego đó mọi người. Đó đây con mèo ngoắc khách đó. Ốc làm chân mày ở bên bé Huyền Siro đó Bảo Ngân. Để ốc chỉ cho tí xíu cúp đi, xong rồi ốc sẽ chỉ trong comment cho mọi người nha. Mẹ, con ăn cái gì mà nhiều vậy? Rồi rồi.
Rồi mẹ, mẹ có ăn cái gì? Cao ăn cái gì rồi, Cao? Ok. Con ăn cái gì rồi nhỉ? Lại cần. Ok rồi, rồi được rồi. Cao ơi, lạc cô Cao. Con ăn gì rồi? Ok. Lại con đây chút xíu. Con ăn được Cao. Con ăn hết rồi. Rồi. Con dặn hết rồi. Rồi mẹ, bây giờ mẹ có muốn cho Cao vô khu vui chơi không? Tại ông chút nha. Con dọn phát. Y, hello. Mẹ này, mẹ này. Lộn xộn mày, lộn xộn mày mọi người ơi. Đứa thì dọn đồ ăn rồi, đứa thì bày đồ ra nữa rồi, lộn xộn rồi. Mẹ đứa có một xu là Cao được lên đây chơi. Thôi giải tán. Hai, rồi Cao lên kia. Rồi các Cao lên chơi khu vui chơi đi. Rồi các Cao để đồ lại tại vì mình ăn xong mình thấy trời ơi, mình thấy trả đồ chứ. Sao con biết ở trong bụng chi vậy? Không, dạ cô chú thông cảm, tại vì bé nó nhỏ nó quậy nha, cô chú thông cảm nha. Rồi, dọn đồ ăn rồi, xin lỗi cô nha. Không sao. Xin lỗi cô nha. Không sao. Rồi xin lỗi cô. Bạn quăng đi. Dạ xin lỗi cô chú nhiều ạ, cháu nó quậy quá à. Trời ơi ông này quậy quá. Thì sao đây? Trời ơi. Dạ cô chú ơi, quán của mình tên gì vậy ạ? À, tên là quán phải có tên để tôi giới thiệu ạ. À. Quán ngon, phục vụ tốt quá ạ. À. Biết chiều em bé nữa ạ. À. Quán Coca-Cola. Ủa Cacao đâu? Không có Cacao, quán Coca-Cola. À, rồi quán Coca-Cola nha. Em ơi, em chơi xong chưa? Mẹ đưa em về nè. Em ơi. Nếu mẹ muốn cho Cao về sớm thì mẹ sẽ thối tiền lại. Thấy không? Mẹ đưa một xu là 500 ngàn. 500 ngàn thì chơi được một tiếng. Nhưng nếu mẹ muốn đi về sớm thì mẹ chơi được có một nửa tiếng thôi thì con xin trả mẹ nửa xu. Nửa xu rồi cắt ra hả? Lấy xu khác đúng không? Là 250 ngàn đúng không? Dạ. Rồi em ơi, em bé rồi, em ca ca bị thu nhỏ là thành em bé không biết nói rồi. Pa pa. Pa. Tại vì hôm nay là tối thứ bảy cho nên là cũng xóa thoải mái. Mai chủ nhật mà. Rồi các con bye bye đi. Phây thật đấy em. Phây có tích xanh của Facebook cấp đó. Kumajin. Rồi kinh quá xã hello. Hàng Lan ơi. Em bé ơi, rồi cô chú ơi. Cô ơi, cô La ơi, bây giờ tôi xin phép tôi đi về nha. Cô ơi, cô chủ quán ơi. Cô ơi, cô bye bye cháu một cái ạ. Cô chủ quán đang bận dọn đồ mà. Rồi. Thôi, tạm biệt mọi người nha. Bi. Tạm biệt mọi người. Hả? Rồi tiền thối. Không, cái này phải tiền thối. Cái này là cái tờ để lần sau mẹ đến đây mẹ sẽ được ăn miễn phí một ly kem. Có chữ ký luôn. À voucher đúng không? Trời ơi đây voucher đây, Coca-Cola đây, quán Coca-Cola đây voucher. Ok, miễn phí. Free một ice cream for next time. Đúng không? Ok, thank you. Yeah. Em bé ơi đi về em bé ơi. Ngoan nè, voucher nè, voucher nè. Voucher mua kem lần sau đó. Đó, lần sau mang voucher đến nha, gặp chủ quán nha. Là sẽ được mua một ly kem free đó. Còn cái này là của cô chú hay là của Cao Cao ạ? À? Dạ, của Cao. Ờ ok. Rồi Cao Cao bye bye cô chú đi về nè. Mẹ. Thôi lại mẹ 250 ngàn. Đây 250 ngàn. Lấy này hả? Dạ. Rồi tự quy định luôn, ok. Rồi bệnh quá, bệnh dọn dẹp quá. Dọn quán rồi. Rồi các con bye bye nè. Con phải dọn quán lại cho nhỏ lại. Cái kề này chạy xe đặc biệt ra chạy. Ok. Thôi tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người nha. Xin lỗi cô chú ơi, bye bye đi, bye bye nè. Ok, bye bye. Chào bye bye đi. Chào bye bye nè. Rồi, biết rồi. Bye bye. Chúc ngủ ngon nha, bye bye mọi người nha. Trời ơi, trông em bé.
vừa bằng một em bé. Tiên tiên. Ngồi dậy em tí đi bé. Đứng dậy em tí. Người ta bế người ta ôi cho. Ngồi dậy một đứng dậy em tí. Đứng dậy. Đứng dậy. Không biết đứng. Đứng dậy. Em bé nhỏ không biết không, đứng. Phải giữ. Ok. Ôi, bé này 1 tuổi rồi biết đứng cỡ 10 giây em tí rồi. Ê ơi, coi chừng, coi chừng. Ôi, trời ơi, thôi, rớt xuống giường bây giờ con. Là. Thôi, làm ơn đi. Ông ơi, ông dài thon rồi. Thôi, bye bye nha. Không, mẹ, quay. Gì nữa, hết pin rồi. Đứng lên. Xích vô giường rồi, đứng lên. Là nó dọn cái giường, nó dọn miết cho ta. Xiên lắm. Đứng lên. 1, 2. Trường té em á, bật con ơi. Mẹ ơi, em bé biết đếm số rồi. Thôi, đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thôi nha, bye bye nha, bye bye mọi người. Lần này bay thiệt. Kỳ sức.